Trung đoàn 98 thuộc Sư đoàn 36 Quân khu 2, vinh dự là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ra đời sau khi cách mạng tháng 8 thành công. Từ khi thành lập đến nay, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử với những thử thách khó khăn, gian khổ, từ hoạt động trong vùng địch hậu, chiến đấu trên chiến trường ác liệt đến làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, song tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 luôn nối tiếp truyền thống, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngày 16 tháng 7 năm 1946, tại thị xã Quảng Yên, Trung đoàn 98, tiền thân là Trung đoàn 1, chính thức làm lễ trọng thể ra mắt nhân dân với đội hình của một đơn vị chủ lực chính quy. Từ những đơn vị du kích, bộ đội địa phương của vùng đất vàng đen giàu truyền thống cách mạng, từng bước trưởng thành trong lực lượng bộ đội chủ lực, Trung đoàn 98 luôn nêu cao tinh thần trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc vùng chiến khu Đông Bắc, đoàn kết, chiến đấu ngoan cường, mưu trí, sáng tạo, càng chiến đấu càng trưởng thành, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề. Những chiến công của cán bộ chiến sĩ trung đoàn đã in đậm trên các chiến trường Thủy Nguyên, Đông Triều, Quảng Yên, Bình Liêu, Hoành Bồ, Trại Thán, Bắc Ninh, Bắc Giang. Trong đó, tiêu biểu là trận phục kích trên đường số 4, đoạn Điền Xá, Châu Sang, ngày 11 tháng 4 năm 1947. Trung đoàn đã phá hủy một đoàn xe hơn 30 chiếc của địch, chở đầy vũ khí và thiết bị quân sự, thu toàn bộ chiến lợi phẩm và bắt sống hàng trăm tên địch, viết nên những trang sử chói lọi đầu tiên, bước đầu đóng góp vào thắng lợi vĩ đại của cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp kéo dài 9 năm của dân tộc. Đặc điểm rất nổi bật của Trung đoàn 98 là đánh nhau trong cái vùng địch trên non sông, góp phần hình thành nên cái luận điểm, cái phương thức tác chiến rất sáng tạo, rất độc đáo của Đại thống Ngoại giao, rất nổi tiếng, đó là Đại đội Độc lập Tiểu đoàn Tập trung. Đến năm 1950, Trung đoàn 98 vinh dự là một trong những đơn vị tham gia vào chiến dịch biên giới Thu Đông. Trung đoàn đã phối hợp với các đơn vị bạn tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, góp phần khai thông biên giới, mở đường giao lưu với các nước xã hội chủ nghĩa, đồng thời mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Bắc Bộ 1950. Trước những thất bại liên tiếp trong chiến dịch biên giới, thực dân Pháp tập trung chỉnh đốn quân ngũ. John the Letter de Destiny, đại tướng quân đội anh hùng nước Pháp trong Thế chiến thứ hai, được cử đến Việt Nam, trở thành chỉ huy quân đội diễn chinh thêm cao ủy Pháp ở Đông Dương. Nhằm xây chuyển cục diện chiến trường, Diên tướng tự tin đề xuất một kế hoạch mang chính tên của mình, kế hoạch The Letter de Destiny. Trong kế sách đó, quân đội Pháp sẽ tập trung bình định vùng đồng bằng Bắc Bộ, xây dựng tuyến công sự Bông Ke và thiết lập vành đai trắng ở khu Trung Du kéo dài từ Quảng Yên đến Dược Trì Sơn Tây, nhằm cô lập chiến khu cách mạng khỏi sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. The Latin tin rằng sự kết hợp giữa lực lượng cơ động nhanh cùng hệ thống công sự kiên cố sẽ giúp Pháp quét sạch các cuộc tiến công của đối phương, giành lại quyền chủ động trên chiến trường Bắc Bộ. Trước âm mưu thâm độc của kẻ thù, Trung ương Đảng quyết định mở các chiến dịch Trần Hưng Đạo, chiến dịch Hoàng Hoa Thám, chiến dịch Hà Nam Ninh, tiến công nhằm đẩy đối phương lâm vào thế bị động. Trung đoàn 98 được giao nhiệm vụ tổ chức các trận chiến đấu trên chiến trường Đông Bắc, thực hiện phân tán và tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Cũng chính trong thời điểm này, ngày 1 tháng 5 năm 1951, Trung đoàn vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đại đoàn 36. Sự kiện này đánh dấu một bước nhảy vọt vượt bậc từ một đơn vị chủ lực của khu 12 trở thành một đơn vị trong đội hình Đại đoàn cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chính từ đây, tinh thần quả cảm, mưu trí, sáng tạo
trong chiến đấu của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 98 được phát huy cao độ và giành nhiều thắng lợi, góp phần làm phá sản kế hoạch khủng bố Vành Đai Trắng của thực dân Pháp ở Đông Bắc Bộ. Thành công lớn của Trung đoàn 98 đó là biến hậu phương của địch thành hậu phương của ta, xây dựng nên căn cứ dùng cái liên nguyện ở phía nam của tỉnh Bắc Ninh, và nó góp phần làm cho chiến tranh du kích, làm cho chiến tranh nhân dân ở đồng bằng Bắc Bộ nói chung và ở tỉnh Bắc Ninh nói riêng ngày càng phát triển lên đỉnh cao để tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn. Tiếp đà chiến thắng, vào năm 1952, đứng trong hàng ngũ của Đại đoàn 36, Trung đoàn 98 tham gia và lập nhiều chiến công trong chiến dịch Tây Bắc, đánh tan ý địch thành lập xứ Thái Tự Trị của thực dân Pháp. Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi, thế chủ động trên chiến trường dần ngả về phía Việt Nam. Cũng chính vào thời khắc này, Trung đoàn 98 nhận một nhiệm vụ mới. Nằm ở phía bên kia Tây Bắc, đất nước Lào, xứ sở Triệu Voi, người bạn láng giềng của Việt Nam trong khu vực Đông Dương. Trong thế kỷ 20, đứng trước sự xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây, chính từ lòng yêu nước kết hợp với chủ nghĩa quốc tế, tình đoàn kết và niềm tin trong sáng chân thành đã hình thành nên mối quan hệ thân thiết Việt-Lào cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Theo yêu cầu nhiệm vụ, cuối tháng 3 năm 1953, Trung đoàn 98 được lệnh hành quân chiến đấu trên chiến trường Thượng Lào, phối hợp chiến đấu với bộ đội Pathet Lào và nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục lập nhiều chiến công lớn ở Thượng Lào như Nà Nọng, Nậm Hu, Mường Khoa, Hát Hoài. Cái giá trị của chiến Thượng Lào về mặt chính trị thì nó có phần củng cố và tăng cường khối liên minh chiến đấu Việt Lào. Về mặt quân sự, nó tạo ra cái nơi đứng chân vững chắc, tạo ra cái hậu phương tại chỗ cho cái cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân năm 4 cũng như là chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử sau này. Điện Biên Phủ 1954. Trong hàng ngũ của Đại đoàn 36, Trung đoàn 98 được phân công đánh vào một số mục tiêu quan trọng của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Xác định đây là niềm vinh dự lớn, song trách nhiệm hết sức nặng nề. Cán bộ chiến sĩ trong đoàn đã vận dụng triệt để kinh nghiệm chiến đấu được đúc kết bằng xương máu từ các trận đánh trên khắp chiến trường vào thực tế của chiến dịch và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những trận đánh nổi tiếng như trận Đồi Xanh, trận tiến công cứ điểm C1-C2 đã đi vào lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của Trung đoàn 98 anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thế có hôm nó bắn đại bác tàn hết cả cây cối, thì là phải chạy qua những cái cây, xong chui ở dưới hầm hố này để ra trận địa. Trận đánh đấy là quân ta ít, có một trung đội mà đánh lui được gần 10 đợt tấn công của địch. Đến sau này địch không dám đánh nhà nữa. Chúng tôi được huân chương tại mặt trận mà tặng danh hiệu dũng sĩ Đồi Xanh. Đồi Xanh trung đội chúng tôi phòng ngự chống địch khu đồi phía đông, cán bộ chiến sĩ một lần đánh lui 10 đợt tấn công của thù, vẻ vang dũng sĩ Đồi Xanh, chiến công ghi tạc tên anh sáng ngời. Từ năm 1951 đến tháng 7 năm 1954, Trung đoàn đã tổ chức 17 trận chiến đấu, tiêu diệt 3.446 tên địch, bắt sống 2.246 tên, thu 3.160 súng các loại. Niềm kiêu hãnh của thực dân Pháp về một pháo đài bất khả chiến bại hoàn toàn sụp đổ. Trung đoàn đã góp phần quan trọng cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, buộc Pháp phải ký hiệp định Genève về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Kháng chiến thắng lợi, nhưng Điện Biên Phủ những năm đầu giải phóng vẫn còn ngổn ngang dấu tích bom đạn chiến tranh. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 đã ở lại Tây Bắc để thu dọn chiến trường, trao trả tù binh và làm công tác vận động,
giúp đỡ nhân dân trở lại bản cũ. Đầu năm 1955, trung đoàn hoạt động tại Nam Định, Thái Bình, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia chống Định cưỡng ép, dụ dỗ đồng bào theo đạo Thiên Chúa di cư vào Nam. 3 năm sau, đơn vị được lệnh quay trở lại Tây Bắc để xây dựng cầu đường, giúp đỡ nhân dân miền núi xây dựng và phát triển khu kinh tế mới. Vốn là một trung đoàn bộ binh, nay tính chất công việc thay đổi, cộng với thời tiết khắc nghiệt vùng Tây Bắc đã khiến cho việc làm đường càng trở nên khó khăn. Nhưng trung đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau 3 năm lao động, phấn đấu gian khổ, trung đoàn 98 phối hợp cùng công trường 426, Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành xuất sắc trước thời hạn con đường Tuần Giáo, Điện Biên Phủ và tiếp đó là con đường nối Tây Trang đi Mường Khoa, Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần tới thăm sư đoàn 316 vào ngày 10 tháng 3 năm 1958 tặng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị những lời thơ: Đá rắn quyết tâm ta cứng hơn đá, núi cao chí khí ta còn cao hơn, khó khăn ta quyết vượt cho kỳ được, gian khổ không làm lòng ta sờn. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, trước yêu cầu mới của cách mạng, năm 1961, trung đoàn 98 được chuyển từ một trung đoàn bộ binh thành trung đoàn công binh cầu đường, tham gia nhiệm vụ mở rộng tuyến đường chiến lược Hồ Chí Minh. Bộ Tư lệnh 559 hoạt động trên khắp các địa bàn chiến trường B1, B3, B4, vốn hứng chịu nhiều thiệt hại do bom đạn địch gây ra. Do đặc điểm nhiệm vụ nên khi tập trung, khi thì phân tán, nhưng lực lượng cán bộ chiến sĩ trung đoàn 98 luôn xuất hiện ở những vị trí khó khăn, gian khổ nhất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Lá cờ mở đường thần tốc do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng chính là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của trung đoàn với nhiệm vụ mở đường Trường Sơn, đảm bảo giao thông thông suốt suốt hai miền Nam Bắc. Đã lính đã lội qua đường Trường Sơn thì phải chịu cái đói. Cái đói của trung đoàn 98 là cái đói triền miên, đói kém như thế, sốt rét như vậy, còn thú dữ nữa. Tôi nhớ đồng chí chiến sĩ liệt sĩ hy sinh đầu tiên của trung đoàn là do hổ vồ. Nhớ đến đồng chí đồng đội và những giai đoạn đấy thì chúng tôi rất xúc động. Những năm tháng 98 là năm tuổi trẻ và những năm ấy để lại trong tôi cái dấu ấn nặng nhất, đó là cái tình thương yêu đồng chí đồng đội với nhau. Những lúc ốm đau biết nhường cơm sẻ áo, biết chia từng viên thuốc ấy. Mà cái đấy không phải là một thế hệ mà rất nhiều thế hệ của 98 chúng tôi. Tháng 5 năm 1972, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Lào, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bạn là tự giúp mình. Một lần nữa, Trung đoàn 98 được giao nhiệm vụ quốc tế, phối hợp với bộ đội nước bạn, giúp cách mạng Lào đánh đuổi kẻ thù chung. Từ một trung đoàn bộ binh đánh địch, chuyển thành trung đoàn xây dựng kinh tế, làm đường giao thông, rồi lại trở về làm một đơn vị bộ binh chiến đấu. Những khó khăn gian khổ và cả những hy sinh xương máu không sao kể hết. Nhưng điều mà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 98 đã làm nên và để lại là tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc, hai quân đội Việt Lào anh em. Các địa danh như Cánh Đồng Chung, Siêng Khoảng, Buôm Lọng, Mường Khoa, Mường Phồn đã in đậm dấu chân và những chiến công của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 98. Sau khi hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Lào, trở về và đứng chân tại Nghệ An đầu năm 1975, trong đội hình sư đoàn 316, trung đoàn 98 khi ấy mang phiên hiệu trung đoàn 149, đoàn Bắc Thái nhận lệnh hành quân thần tốc vượt hơn 1.000 km tham gia trận đánh then chốt mở màn chiến dịch Tây Nguyên, tiêu diệt sư đoàn 23 ngụy đóng quân tại Buôn Ma Thuột. Với sự mưu trí kiên cường dũng cảm, đơn vị đã từng bước bẻ gãy các đợt phản kích của địch, buộc lực lượng địch sống sót chạy về điểm cao 419, sau đó co cụm về hướng sân bay Hòa Bình,
cố thủ ở căn cứ Trung đoàn 53 tại sân bay. Mũi tiến công của tiểu đoàn 9 đang dây hãm sân bay đã chặn đánh quyết liệt, bắn cháy 2 xe tăng, thu 2 xe khác, diệt và bắt toàn bộ lực lượng còn lại của địch. Còn tiểu đoàn 7 nhanh chóng đánh chiếm khu tham mưu, diệt 269 tên địch, bắt 19 tên, rồi tiến thẳng vào khu trung tâm sở chỉ huy sư đoàn 23 ngụy vào trưa ngày 11 tháng 3 năm 1975. Trong cái trận đánh vào nhà thờ quân đội đó, đồng chí Bùi Văn Vui là người được giao nhiệm vụ mang cờ đi cắm vào sở chỉ huy, nhưng cũng bị hy sinh ngay từ lúc 9 giờ sáng. Cho nên lúc đó vào đến nơi rồi thì không còn cờ để cắm nữa. Thì ở phòng gọi là truyền thống của địch có cái lá cờ nửa đỏ nửa xanh sao vàng của ta, nó gọi là chiến lợi phẩm của nó. Thì đồng chí Trần Công Kỳ lấy luôn cái lá cờ đó giao cho ba chiến sĩ cắm lên cột cờ chính của sở chỉ huy sư đoàn 3. Nó thể hiện đây là lá cờ chiến thắng, đây là cái trận mở màn cho cái việc giải phóng Tây Nguyên và tiến tới cái mùa xuân năm 1975. Sau chiến dịch Tây Nguyên, trong đội hình sư đoàn 316, trung đoàn tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đánh vào hướng Tây Bắc Sài Gòn, tiến công giải phóng quận Lị Trảng Bàng, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi. Đất nước ca khúc khải hoàn, non sông thu về một mối. Trung đoàn 98 trong đội hình sư đoàn 316 lại nhận lệnh hành quân ra Tây Bắc và đứng trước một thử thách mới. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc trước sự xâm lược của quân đội Bành Trướng năm 1979. Trước chiến thuật biển người của đối phương, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn đã anh dũng tổ chức đội hình, xây dựng trận địa phòng ngự, giữ vững mục tiêu được phân công, phối hợp chiến đấu với các đơn vị khác để tiêu diệt và đẩy lùi từng đợt tiến công của đội quân xâm lược. Những trận đánh cam go, khốc liệt, những viên đạn bắn thẳng về phía kẻ thù để bảo vệ tấc đất biên cương đã nói lên bản lĩnh kiên cường, tinh thần anh hùng bất khuất của người chiến sĩ trung đoàn 98 trên tuyến đầu Tổ quốc. Cái động lực của những người lính trung đoàn 98 đó là lòng yêu nước, và trách nhiệm của những người thanh niên là phải xả thân và ra cứu nước bằng hành động cụ thể, bằng những nhiệm vụ cụ thể, và dù có hy sinh máu xương nữa thì ta vẫn cứ hoàn thành. Được dân gọi là bộ đội Cụ Hồ chúng tôi sung sướng lắm. Đấy là cái động cơ để đi theo Bác Hồ, để thực hiện nhiệm vụ của Bác Hồ. Đâu có dặn mà ta cứ đi với cái tinh thần như thế để mà hoàn thành tất cả những cái nhiệm vụ, dù khó khăn gian khổ đến mấy đều phải vượt qua. Khi cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc kết thúc, trong đội hình sư đoàn 316, trung đoàn 98 bước vào một giai đoạn xây dựng và phát triển mới. Thực hiện phương châm xây dựng quân đội theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn bám sát và quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng trung đoàn ngày càng vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thì sư đoàn 36 cũng xác định riêng trung đoàn 98 là một lá cờ đầu trong thực hiện nhiệm vụ thời bình hiện nay đối với các đơn vị trong toàn sư đoàn. Bất cứ công to việc lớn của sư đoàn thì trước tiên trung đoàn 98 là đơn vị đầu tiên phải thực hiện để đóng góp sự thành công của sư đoàn. Trải qua bao năm tháng, thực tế cho thấy trung đoàn luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong nhiều hoạt động và phong trào thi đua do quân khu và sư đoàn phát động. Những thành quả mà trung đoàn đạt được đó là sự phát huy cao độ vai trò của các tổ chức, mọi lực lượng, tạo sự đồng thuận trong toàn trung đoàn, quyết chí lập công, xứng danh đơn vị anh hùng. Trong đó, nhân tố quyết định là Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn luôn nắm chắc nhiệm vụ chính trị qua từng thời kỳ, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ thấu suốt nhiệm vụ cấp trên giao, đồng thời đề ra những biện pháp cụ thể, tổ chức thực hiện thắng lợi đều khắp ở các đơn vị. Những năm qua, Đảng ủy chỉ huy trung đoàn 98 chủ trương tiến hành đồng bộ, toàn diện các cái giải pháp để xây dựng trung đoàn vững mạnh về chính trị. Trong đó thì chúng tôi xác định là tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Trước cái diễn biến hết sức phức tạp của tình hình thế giới trong nước và đặc biệt là những cái tác động về mặt trái của cơ chế thị trường, chúng tôi xác định phải xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có cái bản lĩnh chính trị vững vàng để mỗi người chiến sĩ luôn tự hào với truyền thống, góp phần làm cho trận địa tư tưởng được vững chắc. 75 năm qua, truyền thống đoàn kết nhất trí đã trở thành một tài sản quý báu của trung đoàn. Trước hết, đó là đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế. Dưới ngọn cờ đoàn kết ấy, trung đoàn đã có nguồn lực mạnh lớn lao để hoàn thành nhiệm vụ trong 75 năm qua. Những ngày đầu khi mới nhập ngũ, do chưa quen với môi trường quân đội, bản thân tôi còn nhiều hạn chế, còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng sau thời gian huấn luyện công tác tại đơn vị, được các cán bộ, chỉ huy các cấp tận tình giúp đỡ, bảo ban, được các đồng chí đồng đội sửa sai, giúp đỡ trong huấn luyện, bản thân tôi cảm thấy ngày một tiến bộ, quen dần với môi trường quân ngũ, quen với cường độ huấn luyện. Đối với những đồng chí chiến sĩ mới với về đơn vị công tác, đặc biệt là các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách hoặc là những đồng chí có vợ con, thì thường thường những diễn biến tâm lý tư tưởng là dao động, nhớ nhà. Do vậy, đối với chỉ huy chúng tôi đã quan tâm gặp gỡ động viên. Trước hết là động viên đồng chí an tâm công tác tại đơn vị. Thứ hai nữa là cho các đồng chí biết là đối với đơn vị hiện nay đã xây dựng cơ bản, vật chất, doanh trại và ăn ở đã đều được quan tâm và cải thiện rất là đáng kể. Thì đối với các đồng chí đấy dần dần đã ổn định, an tâm tư tưởng và cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong tình đoàn kết đó, phải nhấn mạnh tình cảm máu thịt với đồng bào Tây Bắc và tình đoàn kết quốc tế Việt-Lào. Ghi nhận những đóng góp to lớn và thành tích đã đạt được trong những năm tháng làm nghĩa vụ quốc tế, trung đoàn được Đảng, Nhà nước, quân đội và Chính phủ Nhân dân Cách mạng Lào tặng thưởng nhiều quân huy chương cùng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 28 tháng 4 năm 2000, Trung đoàn 98 đã được Đảng và Nhà nước ta phong tặng danh hiệu cao quý, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Danh hiệu anh hùng cùng nhiều phần thưởng cao quý là niềm vinh dự lớn lao, có sức động viên, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trên những chặng đường tiếp theo. Đảng ủy chỉ huy Trung đoàn xác định nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm của Trung đoàn. Đảng ủy chỉ huy trung đoàn đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên luyện tập các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu ở đơn vị. Quá trình luyện tập huấn luyện thì vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong huấn luyện và chuẩn bị tốt về con người, vũ khí, phương tiện, vật chất để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Với tinh thần nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Trong giai đoạn hiện nay thì trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng đòi hỏi ngày càng cao, thì mỗi người cán bộ, chiến sĩ trong toàn trung đoàn thì quyết tâm để xây dựng trung đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu để góp phần tô thắm thêm truyền thống của trung đoàn trong thời gian tới.
đóng quân tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hơn 30 năm gắn bó với vùng đất văn hiến và cách mạng, lớp lớp cán bộ chiến sĩ của trung đoàn đã xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương. Nếu không có sự trợ che, đùm bọc của nhân dân, thì trung đoàn sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong những năm tháng vô cùng gian khổ và ác liệt. Đây mãi mãi là bài học quý báu mà trong mọi lúc, mọi nơi, cán bộ, chiến sĩ trung đoàn luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ đã hỗ trợ giúp đỡ địa phương hàng nghìn ngày công lao động, tham gia phòng chống thiên tai, tham gia phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Là đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện, Trung đoàn 98 đã có rất nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, để giúp đỡ đảng bộ, chính quyền và nhân dân ổn định cuộc sống, thắt chặt tình cảm keo sơn gắn bó giữa các cấp chính quyền và nhân dân huyện Đoan Hùng với trung đoàn, lan tỏa những hình ảnh đẹp đẽ về quân đội, nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong huyện. Đại hội Đảng bộ Trung đoàn tháng 3 năm 2020 là sự kiện hết sức quan trọng. Đây là đảng bộ cơ sở của đơn vị chủ lực được Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ tiến hành đại hội trước nhằm rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở trong toàn quân. Đại hội đã khẳng định trong những năm qua, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị được nâng lên. Công tác bảo đảm hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trước những thử thách mới, nhiệm vụ mới, chiến sĩ Trung đoàn 98 chúng tôi luôn giữ vững tâm thế của một người quân nhân cách mạng, không bao giờ chùn bước. Trên dưới đồng lòng, đoàn kết, luôn nỗ lực, cố gắng, phấn đấu học tập và rèn luyện để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từng người cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn chúng tôi tự hào là cán bộ chiến sĩ một trung đoàn chủ lực, một trung đoàn anh hùng trải qua các thời kỳ trong chiến tranh, cũng như là công tác sẵn sàng chiến đấu, công tác huấn luyện trong thời bình, khắc phục mọi tình huống khó khăn cũng như xử trí khi có lệnh của cấp trên. Thành tích 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Trung đoàn 98 được viết nên từ mồ hôi, trí tuệ của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ. Tự hào truyền thống, trung thành, kiên quyết, triệt để, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn của Trung đoàn được xây dựng từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và tiếp tục được hoàn thiện trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của những năm tiếp theo đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trung đoàn hôm nay phải phát huy cao độ truyền thống vẻ vang hơn nữa. Trung đoàn 98 đòi hỏi phải hết sức toàn diện từ nhận thức đến lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, dân chủ, đoàn kết, trung thành, thì đó là động lực để cán bộ chiến sĩ trung đoàn 98 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Kỷ niệm 75 năm truyền thống Trung đoàn 98, đó chính là dịp để thế hệ hôm nay cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang, hào hùng của các thế hệ đi trước, của Sư đoàn 316 Quân khu 2 Anh hùng và của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những trang sử vẻ vang của đơn vị anh hùng 75 năm tuổi sẽ là điểm tựa, là nguồn động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98 viết tiếp những trang thành tích tự hào trên những chặng đường tiếp theo của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin thề dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, giữ vững phẩm chất tốt đẹp và truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân, không làm điều gì hại tới danh dự của quân đội và quốc thể nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin thề! Trung đoàn thêm gắng vững vàng tiến bước thăm tô trang sử.
thống của trung đoàn. Chúc các đồng chí luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trên giao cho. Phát huy cái vai trò của người thanh niên, không để một cái gì nó ảnh hưởng đến cái tư tưởng của mình, không để một cái việc gì ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi rất tự hào và rất tự tin vào thế hệ trẻ, đặc biệt là những người chiến sĩ của chúng tôi ngày hôm nay trên con đường xây dựng quân đội vững mạnh. Để cho trung đoàn có thể khắc phục được mọi cái khó khăn là cái niềm tin của Đảng, quân đội và nhân dân giao phó. Do vậy mong rằng anh em cán bộ trung đoàn 98 thì cũng cố gắng phát huy của thế hệ các cán bộ đi trước để mình xây dựng nên có một cái trung đoàn 98 sẽ là trung đoàn anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Các đồng chí sẽ viết tiếp những chiến công chói lọi hơn vào cái cuốn lịch sử truyền thống của trung đoàn 98 anh hùng, của sư đoàn 316 anh hùng.